Nhắc đến bộ môn kèn, nhất là kèn đồng, kèn nghi lễ thì chắc hẳn ai cũng nghĩ đến những nhạc công nam. Tuy nhiên ở huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định thì lại có tới 20 đội kèn đồng mà các thành viên đều là nữ. Mời quý vị cùng đến với đội kèn đồng nữ độc đáo này. Một buổi tập của đội kèn Hải Bắc, ai nấy đều mặc đồng phục chỉnh tề. Một vị khán giả bất đắc dĩ cũng có mặt. Hôm nay các chị tập bài Xuân Chiến Thắng. Nam giới thì người ta có cái sức khỏe, cái bộ hơi của người ta rất tốt, người ta thổi thì tập nó nhanh. Nữ giới sức khỏe người ta cũng có hạn, cho nên tập thì nó hơi khó tí. Có những người đã phải trả kèn, cái là cảm thấy nó chán nản. Thầy thấy khó, nhưng trò thì lại vô cùng lạc quan. Đầu thì ngọng nghẹo lắm, nhưng mà về sau rồi nó nuột rồi thì nó cảm thấy nó dễ, dễ cực kỳ luôn. Vâng, quả thật là rất khó và rất mệt, và cũng có thể là do tôi không có năng khiếu nữa. Vậy nên bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng thưởng thức một bản nhạc do đội kèn nữ của xã Hải Bắc thể hiện. Thành lập được 3 năm, đến nay đội kèn Hải Bắc đã có hàng trăm buổi biểu diễn ở khắp nơi trong tỉnh. Từ đó, đội đã có kinh phí để duy trì hoạt động, mua sắm thêm kèn. Nhưng với một đội kèn nữ thì còn rất nhiều khó khăn khác. Chị em nào là còn vướng cơm nước này, chẳng những động viên chị em này còn phải động viên chồng. Lúc bây giờ là cũng phải thu xếp cho các chị em đi tập tành đúng giờ và đi phục vụ các lễ hội cho được tốt đẹp. Mình ở nhà thì là cố gắng thêm một tí nữa. Và quan trọng hơn nữa chính là tinh thần lạc quan của các chị. Từ hôm đi gặp nhạc đến giờ thì mình cảm thấy là rất vui, thoải mái và yêu đời hơn. Thay trang phục thường ngày, các chị lại là những thợ may, thợ làm tóc, người nội trợ. Điều đặc biệt ở những người phụ nữ nông thôn ấy là họ đã tìm thấy niềm vui trong cuộc sống từ một bộ môn nghệ thuật mà không phải ai cũng dám học, dám theo. Sự kiện nhà văn